Chị em phụ nữ mà đi xe mà muốn trang bị cái phụ kiện trong xe mà đẹp sang trọng cho xe thì không nên bỏ qua cái món phụ kiện này. Đây anh em này, đây chị em thấy đây là chiếc xe MG ZS thì bên em vừa lên cho mọi anh em. Đây là chủ xe, một bộ led nội thất rất là nhiều chi tiết, anh em có thể thấy trong hõm cửa nó hắt ra giống y như dòng mẹt thôi, chỉ là led chạy về bên cái cửa, những cái điểm chi tiết vào vòng loa để anh em sẽ nhìn thấy khi mà quay từ bên này sang thì em sẽ nhìn thấy luôn là cái vòng loa là nó sẽ nằm ở kia đấy, rất là sang trọng nha anh em nha. Hệ thống led soi chân, cái này sẽ đổi màu trên app, anh em có thể tải app về hoặc là như bộ này nó sẽ trang bị ngay cho anh em một cái bộ nút ở đây để anh em có thể chuyển đổi cơ, anh em thích màu gì anh em ấn vào đây đoạn đấy, đỏ này, xanh này, tím này, đấy, rất là nhiều màu cho anh em yêu thích màu nào thì anh em có thể ấn vào đây để chọn, tùy chọn màu cho mình, hoặc là anh em kết nối trên điện thoại anh em bật trực tiếp trên app. Có rất là nhiều chế độ để mà tương thích và tùy chọn cho anh em để anh em sử dụng, và cho chị em muốn màu như nào, tím mộng mơ, hồng thủy hồng hoặc là xanh và tím vàng, anh em có thể chuyển trên app vậy nhá. Đấy còn anh em muốn lắp như này đến đâu ạ, nhớ ngay đến Akala Thái Nguyên anh em nhá.